Anh em đừng đừng hỏi gái ở trong nhà, toàn chuyển giới hết đấy. Chị giúp việc, chuẩn. Chị giúp việc ơi. Siêu nhân nè, siêu nhân nè, siêu nhân nè. Ôi siêu nhân đi rồng à? Được, siêu nhân đi rồng, được. Ôi lập tiếng, lập tiếng, lập tiếng, lập tiếng, lập tiếng. Mở tặng sao chưa anh? Chưa em ơi, anh chưa mở tặng sao, anh sắp mở tặng sao rồi em ạ. Cứ chờ tí đi. Rồi, laser phát nè. Ôi, cấp rừng kìa. Hay. Chết con này luôn đấy. Chết rồi, ngon rồi. Đánh tay luôn thôi. Ok. Easy mạng mọi người. Ok, chúng ta xuống mid nha. Nè. Ô, xuống bot đánh nhau này. Đánh nhau, đánh nhau to, đánh nhau to, đánh nhau to, đánh nhau to, đánh nhau to. Ô. Có đánh nhau to nè. Rồi, một thằng nè. Đây, ủi mà, ủi mà, ủi mà mọi người ơi. Úi giời, bắt bài rồi bạn ơi, bắt bài rồi bạn ơi. Chạy đi đâu? Tao cũng ba support. Mày nè. Ok. Thôi, gì ghen thôi. Nhưng mà tao kinh công, chỗ Arum đi support đi. Đi à, support đi à, room. Súp khó chơi lắm á. Ừ con này lúc nào phải học chơi. Con này phải có thời gian mới chơi được ấy. Tập tập. Ờ đúng rồi, 4 tiếng là nó sập mà. Xong rồi đấy kia. Cứ 4 tiếng là nó tự sập mà. Rồng kia. Có ulti rồi này mọi người ơi. Chúng nó tập trung ăn rồng hết rồi. Để mỹ đi, đừng quan tâm con rồng. Slim này. Slim này mọi người. Slim này. Slim này. Ôi trời ơi, mình quạt trượt rồi. Hỏng ơi. Mù mắt. Sao 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 mọi người ơi, vẫn gỡ được, vẫn gỡ được, vẫn gỡ được. Nó Slim chết luôn à. Ok, xuống bot nè. Nói chung Superman này mọi người phải tập tầm khoảng 100 trận thì mới chơi được á. Ăn luôn này. Không giết được không? Giết được không? Nó về này. Ok. Chưa có lính, chưa có lính, từ từ. Chưa có lính đâu. Giờ mới có lính nè.
Mày nè. Ôi không được, không được, được, cho nó xuống rồi. Ôi cho nó xuống đông quá mọi người ơi. Từ từ đánh thôi, từ từ Khiên ơi. Châu là châu, châu, chúng nó đận nhiều đam quá, còn để tao không dám vào, vào tao chết. Ui. Chết con Mark này. Ơ, làm gì tôi đây? Ôi, ôi, thôi, 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 đúng rồi. Bình tĩnh thôi các bạn, cứ thích băng trụ mình làm cái gì không biết nữa. Giáp Gaia. Ok, bây giờ ủi cái trụ boss nè. Ok, đẩy cái mid luôn nha mọi người. Đẩy cái mid thì chúng ta sẽ có lợi thế ở cái trụ mid. Mày này, ăn cái laser này. Ôi, chúng nó đây. Xuống bot ủi con Maza này. Ấy, có thỏ kìa. Xuống bot ủi con Maza. Maza này. Maza này. Maza đẩy cái chết ngay. Nhạc đi anh. Ok ok em ơi, từ từ anh bật nhạc. Nó trận này đi. Đấy mọi người nhớ hót nãy giờ quên. Nè, ủi nè. Ủa thôi em xin anh ấy. Thôi. Ủa không được, không đến được. Ủi Maza luôn, ủi Maza này. Ủa. Ghê thế. Ghê thế. Càng quá mọi người ạ, con này khỏe. Đẩy bó tiếp nha. Ấy ấy con Mark kìa, con Mark nó bay kìa. Ui ôi Mark nó bay này. Ôi giời. Ui xịt rồi. Ồ Zina chết luôn rồi. Lọt Khiên bắn đấy. Ăn kinh công lên Lọt Khiên đấy. Công ấy. Bỏ con chuột ta đi anh ạ. Ừ đây 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 đây. Rồi cái công ạ. Bùa xanh nó nè. Bắn cái laser này. Mở bài gì đấy, giả vờ thương anh nghe được không á? Ui, ở Facebook không được mở nhạc bản quyền bạn ơi. Bật nhạc bản quyền là nó ngắt livestream đó mọi người. Ui, sao đít rồi.
Hello anh nay clip sớm với anh. Ok hôm nay clip sớm mà. Úi, từ từ bình tĩnh anh em ơi. Úi, dí gì đau thế? Thôi, cáo chết rồi. Tí thì chết luôn á. Henry clip 8 giờ tối nay nha mọi người. Mày nè. Nào. Anh cùng công ty với mỡ với chuối hả anh? Ủa là ai em? Anh chưa nghe bao giờ luôn á. Thật. Anh còn không biết, không nhớ hết những người trong công ty rồi á. Đẩy mít nào. Đẩy nào. Ok. Còn anh phần đi là giết hết. Anh đến đây. Ui. Ui. Ui này. Chú thợ điện. Chú thợ điện. Ui chú thợ điện quẩy mạnh quá. Ui chú thợ điện trâu thế. Ui trâu thế, chú thợ điện khiên trâu quá. Đúng là chú thợ điện khiên được khác. Trời ơi, anh biết quang cuốn Huy Nam không? Anh biết em ơi. Hello mọi người nha, hello K4 mọi người đang xem nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay ủng hộ mình đông quá. Mình từ bây giờ tuần trong tuần này mình sẽ đổi livestream mình sẽ livestream cái giờ này nha mọi người, 12 giờ đến 6 giờ 4 giờ tối, à 4 giờ chiều, 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều nha. Ôi, bây giờ mình lại phải chơi một mình rồi mọi người ơi. Có ai chơi với tôi không đây? Hay da.